Vì sao tôi ế? Cách thoát ế hiệu quả. Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức, nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi. Vì sao tôi ế? Đây là câu hỏi mà khá nhiều người băn khoăn hiện nay. Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng này mà bạn không nên chủ quan bỏ qua. Hãy cùng thầy Bá Vi đi tìm lời giải đáp và cách khắc phục qua thông tin dưới đây. 1. Trả lời câu hỏi vì sao tôi ế. Duyên âm hay đúng hơn là có ma hoặc phong theo là một trong những dấu hiệu khiến bạn bị ế. Tuy nhiên đây không hoàn toàn là nguyên nhân chính. Theo thầy Bá Vi, việc ế hoàn toàn do bản thân mỗi người. Dưới đây là một số nguyên nhân lý giải tại sao tôi ế. 1.1. Người vô duyên, không biết ăn nói. Tại sao tôi ế vợ? Nguyên nhân có thể là do bạn nói quá nhiều, một số người lại nói quá ít. Hơn nữa, cách bạn nói chuyện với đối phương rất vô duyên, không tạo được thiện cảm cho người khác. Vì lẽ đó mà người ta không muốn trò chuyện cùng bạn, không có cơ hội tiến xa hơn trong chuyện tình cảm. 1.2. Người quá kén chọn. Với những người có học thức cao, công việc tốt, ngoại hình ưa nhìn nhưng vẫn ế, có thể vì họ quá kén cá chọn canh. Tôi biết vì sao em ế. Bởi em nghĩ mình cần tìm đối tượng tương xứng. Phụ nữ càng tài giỏi, đàn ông sẽ rất ngại đến bên họ. Mẫu người phụ nữ thành đạt thường có mục tiêu lựa chọn đàn ông tiêu chuẩn cao. Vì thế người mà bạn chọn họ lại không yêu bạn, còn người yêu bạn bạn lại chê bai, không thích. Người quá kén chọn cũng là nguyên nhân chính dẫn đến vì sao tôi ế. Thường cha mẹ của những người này thường tìm đến thầy để cắt duyên âm, bởi họ nghĩ rằng tại sao con mình tài giỏi mà đến bây giờ vẫn ế. 1.3. Người quá nhút nhát trong tình yêu. Có một tuýp người bình thường giao tiếp lưu loát, hoạt ngôn, nhưng khi gặp người khác giới lại ngại nói chuyện. Mỗi lần gặp người khác giới lại không thể nói được lời nào. Thậm chí trò chuyện đứt quãng dẫn đến câu chuyện không đúng chủ đề, không tạo ra được thiện cảm cho phương. Tại sao tôi ế vợ? Đó chính là bạn quen đối phương lâu nhưng lại không dám nói ra để mối quan hệ tiến xa hơn. Dần dần khiến cho họ cảm thấy bạn không yêu họ, và điều này đồng nghĩa với việc người ấy sẽ đi tìm một nửa của họ thay vì đợi bạn ngỏ lời yêu. Nếu bạn không chịu thay đổi sẽ mãi vẫn ế. Đây là do bản thân bạn, đừng lầm tưởng có duyên âm đi theo. 1.4. Dành quá nhiều thời gian cho công việc. Nguyên nhân này chiếm số ít nhưng vẫn có thể xảy ra. Một số người ưu tiên quá nhiều cho sự nghiệp, nghĩ rằng yêu đương sẽ cản trở bước tiến sự nghiệp của họ. Thế nhưng khi đã có công danh sự nghiệp, ngoảnh lại bạn bè đều đã có gia đình. Bản thân tuổi tác quá lớn sẽ rất khó tìm được đối tượng thích hợp. Dành quá nhiều thời gian cho công việc là nguyên nhân dẫn đến vì sao tôi ế. Tại sao tôi lại ế khi đã là người thành đạt? Không phải cứ thành công, có sự nghiệp thì bạn sẽ có người yêu. Tình yêu cần có thời gian tìm hiểu nhau, sự đồng cảm của cả hai mới tiến đến hôn nhân. Một số người này thường bị lầm tưởng có duyên âm theo bởi tuổi quá lớn mà vẫn chưa có người yêu. 2. Làm sao để hết ế? Nguyên nhân vì sao tôi ế đã được nêu ở trên. Dù là nam hay nữ, muốn cách thoát ế thâm niên trước hết phải biết được nguyên nhân và thay đổi bản thân bắt đầu từ đó. Đây cũng là cách tốt nhất giúp thoát ế hiệu quả. Thầy Bá Vi khuyên bạn, thay vì đi tìm người cắt duyên âm, kinh nghiệm thực hiện hay nhận biết, hãy tự hỏi bản thân mình không tốt ở chỗ nào, tại sao tôi vẫn ế. Mạnh dạn thay đổi, nếu là tuýp người nói quá nhiều hay kiềm chế bản thân. Còn với người nói ít, hãy mạnh dạn bày tỏ cảm xúc, chia sẻ với đối phương nhiều hơn. Đừng nghĩ rằng mình là người thành đạt thì tiêu chuẩn chọn vợ chồng phải cao. Không ai là hoàn hảo, vợ chồng phải bù trừ cho nhau thế mới duy trì được hạnh phúc lâu dài. Mạnh dạn gặp gỡ, giao tiếp người khác giới để thoát ế dễ dàng hơn. Thay vì sống khép mình, ngại tiếp xúc với người khác giới, hãy thử một lần bước ra khỏi vùng ranh giới an toàn. Thử gặp gỡ và tiếp xúc để thoát ế nhanh chóng. Ngại thay đổi bản thân chính là rào cản lớn nhất khiến bạn khó tìm được hạnh phúc bản thân. Mạnh dạn chia sẻ, mở lòng để đón nhận tình cảm từ đối phương mới là cách hiệu quả trả lời cho câu hỏi vì sao tôi lại ế. 3. Cách để thoát ế hiệu quả, hãy liên hệ thầy Bá Vi. Nhiều người tìm đến thầy Bá Vi mong muốn cắt duyên âm để nhanh chóng tìm được một nửa của cuộc đời. Thầy Bá xin nhắc lại, không tồn tại duyên âm, chỉ có ma hoặc phong theo bạn mà thôi. Vì sao tôi ế, nó phụ thuộc vào bản thân bạn. Hãy mở lòng để yêu thương người khác nhiều hơn.
Muốn thoát ế cách đơn giản là hãy thay đổi bản thân đồng thời kết hợp sử dụng bùa duyên của thầy Phá Vi. Sử dụng bùa của thầy giúp bạn trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người khác giới, nhận được yêu thương nhiều hơn, từ đó dễ dàng tìm được đối tượng thích hợp thoát ế. Mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy Phá Vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy Phá Vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. Với thầy Phá Vi, anh chị có thể liên hệ bằng một trong các cách sau. Một, liên hệ qua Zalo. Anh chị vào Zalo tìm theo số điện thoại 0866966335 kết bạn Zalo với thầy Phá Vi. Hai, liên hệ qua Facebook. Anh chị vào Facebook, vào ô tìm kiếm điền số điện thoại 0918334190 sẽ hiện ra trang Facebook của thầy Phá Vi. Ba, nhắn tin qua số điện thoại, ứng dụng Viber hoặc WhatsApp 0918334190 để nói chuyện trực tiếp với thầy Phá Vi. 4. Liên hệ qua mail cuasotinyi255@gmail.com. Chúc các anh chị sớm đạt được điều mình mong muốn.